Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cái đoạn video thứ hai, nói liên tục cái chủ đề của đoạn video số 1 mà hôm qua mà đã chia sẻ các bạn. Vậy thì cái đoạn video thứ hai này nó nói về cái gì? Nó nói về một cái điều rằng là cách nào để chúng ta chia sẻ hay cho khách hàng, cách nào. Vậy thì nói về cách nào thì có lẽ là các bạn suy nghĩ rất là nhiều điều, đúng không? Làm sao để chúng ta chia sẻ hay đây? Vậy thì mình đưa cho bạn 6 bước. Mấy bước các bạn? 6 bước. Các bạn hãy nhớ 6 bước. Và các bạn cứ làm đúng 6 bước này theo mình hướng dẫn thì các bạn sẽ có được một cái nội dung nó rất là hay. Vậy thì 6 bước nó bắt đầu như thế nào? Bước thứ nhất là như thế nào ạ? Chúng ta phải hỏi là chúng ta chia sẻ cái gì? Chúng ta chia sẻ về cái điều gì? Chúng ta chia sẻ về cái chủ đề gì? Cái thứ hai là chúng ta phải nói được là chúng ta chia sẻ cho ai? Ai là người nghe cái nội dung này? Làm gì có cái chuyện mà chia sẻ cho tất cả mọi người? Đó là những người họ không biết thôi. Họ không biết thôi. Một cái bộ phim họ cũng tập trung vào một cái phân khúc đối tượng khán giả. Một cái sản phẩm, một cái câu chuyện họ luôn tập trung vào một cái phân khúc khán giả. Trẻ em nó sẽ quan tâm khác, đối tượng tuổi teen sẽ quan tâm khác, đối tượng có gia đình sẽ quan tâm khác. Và chúng ta chia sẻ khi nào? Khi nào thì chúng ta phù hợp? Và tiếp theo là chia sẻ như thế nào? Chia sẻ như thế nào? Đó là thứ tư. Thứ năm là chúng ta chia sẻ ở đâu? Những cái câu hỏi đó rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ làm cho bạn sẽ có những cái suy nghĩ. Và cái thứ sáu, làm cách nào để chúng ta chia sẻ, làm cách nào. Vậy thì cái đoạn video 2 này sẽ tập trung vào cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên là làm cách nào để chúng ta chia sẻ hay, làm cách nào để chúng ta có một cái nội dung hay. Vậy thì để làm cách nào có một nội dung hay thì nó có hai cách. Cách một là quảng cáo, và cách thứ hai là kể một câu chuyện. Bây giờ mình ví dụ với các bạn, ví dụ ha. Ví dụ như là bạn bán một cái loại mực gọi là mực tẩm gia vị hoặc là mực một nắng. Thì có người họ sẽ chọn cái cách thứ nhất. Họ sẽ vô là họ quảng cáo đi. Họ nói là tôi bán mực một nắng, mực một nắng của tôi là loại ngon, loại một, tốt nhất Việt Nam này. Họ quảng cáo, họ nói về họ, và chừng cuối cùng họ nói là các bạn quan tâm thì hãy mua ngay bây giờ để có được giảm giá, mua vô. Các bạn nhận ra chưa? Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, một người khác họ tuyệt vời hơn, họ chọn cái cách thứ hai, đó là họ kể một câu chuyện. Họ kể gì ạ? Họ kể cái thứ nhất, họ kể cái khát khao, cái ước nguyện, cái hoài bão của cái nhà sáng lập, cái người đi kinh doanh cái sản phẩm mực một nắng này. Cái thứ hai, họ kể về gì ạ? Họ kể về cái vùng quê, cái quê hương, nơi cái làng chài mà cái người, những cái người nông dân đó họ làm ra. Cái người không phải người nông dân, quên đi, nó là cái người gì ạ? Người đi đến bắt hải sản đó, người làng chài đó, họ tạo ra cái cách làm sao đó họ làm ra cái mực một nắng đó, và họ nói rõ hơn về cái quy trình, về cái cách làm. Nói gì vậy? Nó đảm bảo hợp vệ sinh, nó đảm bảo hợp dinh dưỡng, nó đảm bảo gì ạ? Nó đảm bảo một cái quy trình mà làm cho cái con mực nó ngon hơn, và rất là nhiều những cái yếu tố ở trong đó, những cái yếu tố đặc biệt, những yếu tố truyền thống kết hợp với hiện đại. Và chừng cuối cùng là họ mời khách hàng hãy có dịp, hãy có điều kiện, hãy có cơ hội, hãy trải nghiệm, hãy thử nghiệm, hoặc là có dịp đến với cửa hàng của họ để trải nghiệm ngay cái sản phẩm này. Vậy thì theo bạn, bạn là khách hàng thì bạn sẽ thích cái nội dung nào? Bạn sẽ thích cách số 1 hay cách số 2? Bản thân mình là mình thích cách số 2. Và mình cũng đã từng chứng kiến những cái thương hiệu mà nó kinh doanh bài bản và đẳng cấp thì họ luôn chọn cái cách thứ hai.
Còn những người mà không biết kinh doanh á, thì họ hay chọn cách số 1. Và các bạn bây giờ các bạn cứ nhận ra điều này không ạ? Một cái nội dung hay, một cái nội dung hay nó luôn thu hút và nó luôn cuốn hút người nghe. Nó lúc nào cũng vậy, bạn luôn luôn thích, bạn luôn luôn thích người nghe. Bởi vì cái nội dung hay là nội dung gì? Cái nội dung đó nó nói lên những cái khách hàng họ còn thiếu, họ còn khuyến khuyết. Nó nói lên những cái khách hàng cần. Và chắc chắn rằng là khi nào khi mà bạn lên internet, hay là bạn đi bất kỳ nơi đâu, thì ngoài cái việc cái bước mà trước khi bạn mua hàng thì các bạn có thấy cái quy trình của các bạn không? Trước khi bạn mua bất kỳ một cái sản phẩm gì thì bạn luôn tìm hiểu về sản phẩm đó trước khi là bạn mua. Bạn mua là bởi vì lý do vì sao bạn mua, chứ không phải là tự nhiên bạn mua. Ví dụ như là bạn mua một cái túi, bạn dự kiến sắp tới bạn đi du lịch, thì bạn phải tìm hiểu cái túi nào phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Bạn đi du lịch nước nào, bạn đựng nhiều hay đựng ít, ok mà cần những cái tiện nghi gì trong cái túi đó. Và khi bạn gặp một cái người mà họ chia sẻ hay, hoặc một người họ chia sẻ một cái nội dung lên internet hay, đúng những cái gì bạn cần, và họ cho bạn những cái lời khuyên rất là hợp lý, thì đó là một người rất là khôn ngoan. Một người khôn ngoan là một người biết tạo ra một cái nội dung hay, giúp cho khách hàng những cái kinh nghiệm, những cái lời khuyên, những cái rất là bổ ích. Và như thế nào và khi khách hàng họ xem những cái nội dung như vậy thì họ sẽ nhớ, họ nhớ về bạn rất là nhiều, và họ sẽ yêu quý bạn. Rồi dẫn đến họ làm gì họ yêu quý cái thương hiệu của bạn. Và khi họ đã yêu quý thương hiệu của bạn rồi thì chắc chắn một điều gì họ sẽ mua hàng từ nơi bạn, chắc chắn một điều. Cái sai lầm lớn nhất của những người ra làm kinh doanh là họ suốt ngày họ cứ họ quảng cáo, họ đăng nội dung quảng cáo lên Facebook, họ đăng nội dung quảng cáo qua email, họ đăng nội dung quảng cáo lên Google, họ đăng nội dung quảng cáo qua YouTube, qua Zalo. Họ suốt ngày là họ nói cứ mực nắng của tôi đây, mua vô, rồi họ up hình đầy những mực nắng lên trên đó, rồi suốt ngày họ cứ họ up hàng và họ đòi bán hàng. Thì cái chuyện gì nó xảy ra các bạn biết không thì những lần sau đó khách hàng họ sẽ không quan tâm nữa, họ thấy mặt bạn là họ chán lắm rồi. Bởi vì sao họ biết bạn luôn luôn gì luôn luôn quảng cáo, lúc nào cũng quảng cáo. Ở trong các lớp học mình thấy có những bạn họ chút đứng lên là quảng cáo, và đến nỗi các bạn biết chuyện gì xảy ra đối với các bạn đó mà mỗi lần mà bạn đó giơ tay đứng lên mà mình kêu lên là cả lớp ồ cười, bởi vì biết ông này là ổng như thế nào ổng quảng cáo, ổng cứ nói lải nhải mà cái tôi tốt lắm, cái tôi hay lắm, mà họ không bao giờ biết nói lên cái khách hàng cần là gì. Vậy vừa rồi mình đã đi vào cái bước số 1 là cái cách làm sao để chúng ta có được một cái nội dung hay. Và khi chúng ta đã có nội dung hay rồi thì chúng ta sẽ lan tỏa qua các cái kênh marketing của chúng ta. Vậy thì các bạn sẽ xem đoạn video tiếp theo nhé. Những đoạn video sau mình sẽ nói bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Và rất là vui chia sẻ các bạn đoạn video thứ hai này. Và các bạn nhớ bấm vào cái nút subscribe của mình ở trên YouTube và nhớ bấm vào cái chuông để khi mình như thế nào mình up mới rồi nên mình up mới rồi là nó sẽ báo cho bạn. Hoặc là ở trên kênh Facebook thì các bạn nhớ bấm like mình, các bạn nhớ comment, và các bạn thấy hữu ích thì các bạn share về nhà bạn, các bạn nhớ và cho những người khác cùng xem. Bye bye các bạn.